Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe, ví dụ như Exciter 155 này, Vigner V3 này, Mio này, AB này, Vision, Vario. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Kiều để hỗ trợ giới thiệu. Mời Kiều ạ. Hello, xin chào các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Kiều nha. Hiện tại là Kiều đang đứng ở cửa hàng xe máy Khải Oanh ha. Địa chỉ là 16/23 Bình Quế A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha. Rồi, hôm nay Kiều sẽ báo giá cho các bạn những cái dòng xe mà hiện tại bên Kiều đang bán cực kỳ là hot và bán cực kỳ là chạy luôn ha. Rồi, ngoài ra thì bên Kiều cũng có bán rất là nhiều dòng xe luôn, nên là anh chị nào có muốn mua dòng xe nào thì cứ việc nhắn tin cho Kiều hay là gọi số Zalo để Kiều hỗ trợ tư vấn trực tiếp nhanh nhất có thể nha. Rồi, và lên cửa hàng thì nhớ gọi điện hay nhắn tin qua Zalo cho Kiều để Kiều hỗ trợ từ 500 tới 1 triệu tiền xăng và kèm thêm nhiều phần quà cho anh chị ha. Rồi. Rồi, mẫu đầu tiên là mẫu AD150-155 nha. Mẫu này là mẫu đen bóng đó các bạn, bao gồm tem xanh ha, là một trong những mẫu mà bên Kiều bán cực kỳ chạy trong tháng này luôn ha. Và bên Kiều trưng một số mẫu để quay thôi, còn ngoài ra thì tất cả các màu riêng thì bên Kiều đều có, và kể đều cả cầu màu 3D cũng có luôn ha. Là anh chị nào có muốn mua ở màu nào thì một là mình lên cửa hàng xem luôn, còn hai là thì Kiều sẽ gửi hình qua cho bạn chọn trước nha. Rồi, ok ha. Bản này là cái bản chìa khóa, hiện tại là 155 bản chìa khóa, thì giá của bên Kiều giá là 41 triệu nha các bạn nha. Mẫu này 41 triệu ha. Và khi mà các bạn mua góp thì đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm từ 2 cho tới 3 triệu thôi là góp được nha các bạn nha. Thủ tục cũng cực kỳ đơn giản luôn, là chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cứ công dân thôi. Còn ví dụ như mà anh chị nào mà còn sổ hộ khẩu nè, hoặc là bảo hiểm y tế của công ty cấp nè, hoặc là bằng lái luôn, thì mình nếu mà có thì mình đem theo luôn để Kiều hỗ trợ có lãi suất thấp nhất cho anh chị luôn nha. Rồi ha. Màu thì bên Kiều có rất nhiều, nên là anh chị nào cũng muốn mua màu nào thì cứ việc nhắn tin cho Kiều, Kiều sẽ hỗ trợ gửi màu qua nha. Rồi. Rồi, kế bên cũng là một em đen nhám tem xanh luôn, nhưng mà mẫu này thì bên Kiều sẽ lên khóa thông minh cho các bạn nha, tại vì có nhiều khách hàng thích, nhưng mà khóa thường với khóa thông minh nhiều khách hàng không có sự lựa chọn, nên là bên Kiều sẽ lên mỗi thứ hai con để cho khách hàng có sự lựa chọn luôn ha. Rồi, khóa thông minh thì hiện tại bên Kiều có giá là 43 triệu cho tất cả các màu riêng luôn nha các bạn nha. Và mua góp thì cũng đưa trước khoảng tầm từ 3 tới 5 triệu thôi là góp được. Còn ví dụ như bạn nào mà đang eo hẹp về tài khoản thì cứ nhắn tin cho Kiều, Kiều sẽ hỗ trợ tối đa luôn nha. Rồi. Thôi. Màu thì bên Kiều có rất nhiều nha. Rồi, kế bên là những cái em mà Winner V3 nha. Winner V3 thì trong tuần rồi thì Kiều bán cực kỳ là chạy luôn nha. Rồi, những cái bản mà ABS này thì giá của bên Kiều sẽ là đồng giá màu zin cho tất cả các màu zin là 35 triệu nha. Rồi. Còn những cái bản mà CBS màu zin là 32 triệu nha các bạn nha. Khi mà các bạn mua góp đưa trước khoảng tầm từ 2 cho tới 3 triệu thôi là góp được. Còn ví dụ như bạn nào mà đưa trước 10 triệu thì Kiều sẽ hỗ trợ luôn cả về gấp ngay tháng đầu tiên cho các bạn luôn nha. Rồi, màu thì màu riêng, đặc biệt màu riêng thì bên Kiều có đầy đủ ha. Còn ví dụ như các bạn muốn yêu cầu lên màu 3D á, thì các bạn chỉ cần thêm 1 triệu cho Kiều là được nha. Cứ lên màu 3D là thêm 1 triệu cho Kiều là được ha. Rồi, rồi. Cái bên là những cái em mà Mio nha các bạn nha. Mio, Mio 125 nha. Mẫu này nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ mà cái phân phối của nó không hề nhỏ nha các bạn nha. 125 phân khối luôn ha. Con Vision đấy. Nó hơn cả Vision luôn nha các bạn nha. Và rồi em này giá cực kỳ là mềm luôn nha. Rồi, giá em này hiện tại bên Kiều em để giá là 26 triệu thôi nha các bạn nha. Chỉ 26 triệu thôi ha. Và màu thì cái bên Kiều màu zin nó ra 4 màu, thì hiện tại bên Kiều chân 2 màu để quay thôi, còn 2 màu ở trong kho nữa. Nhưng mà màu zin thì có đầy đủ luôn, nên là anh chị nào cứ lên cửa hàng thì Kiều sẽ hỗ trợ lấy màu zin cho mình nha. Rồi, đây. Rồi, màu này là màu nó giống như kiểu nha, màu xanh nâu các bạn. Bây giờ thường kêu bằng màu vàng trắng á các bạn. Rồi, mẫu này ha, giá 26 triệu. Đồng giá là 26 triệu hết luôn nha. Rồi, em này là màu xám nè, màu xám tem đỏ, giá cũng 26 triệu luôn nha. Và khi mà các bạn mua góp dòng này thì đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm từ 1 tới 2 triệu thôi là nhận xe nha các bạn nha. Rất là đơn giản luôn ha. Rồi, bạn nào mà nữ mà nhỏ nhỏ con nè, hoặc là bạn nào mà nam mà thích đổ xe á, thì cũng lấy dòng này được luôn nha. Rồi, màu thì bên Kiều có rất nhiều nha, nên là lên cửa hàng thì nhớ muốn xem màu ở nhà trước thì kêu Kiều gửi hình qua, còn không thì mình lên cửa hàng mình chọn luôn nha. Rồi, đây. Cái bên là những cái em mà Vision màu 3D với các bạn nha. Vision thì khỏi nói luôn, bên Kiều bán là lúc nào cũng bán lên màu là bán thôi nha, không bao giờ ứng hàng ha. Rồi, cái bên là những cái em mà nói chung là Vision là quá nhiều màu đi, vậy là quá nhiều phiên bản đi, thì Kiều sẽ báo giá luôn là chọn gói của nó luôn là tất cả phiên bản và tất cả các màu là giá, nó sẽ đồng giá là từ 30 cho tới 36 triệu cho tất cả các màu nha các bạn nha. Rồi, ví dụ như em này. Em này là màu 3D lên từ bản đặc biệt ha. Bản đặc biệt hiện tại bên em là giá 33 triệu. Mà các bạn lên màu như thế này nè, thì thêm 1 triệu cho Kiều nha. Em này sẽ là 34 triệu nha. Tùy nói chung là cũng tùy màu tùy bản ha. Rồi. Rồi. Và em này nè, lên từ cái bản cao cấp này thì giá của em này sẽ là 33 triệu cho các em màu trắng hồng 3D nha các bạn nha. Rồi. Và cái bên là một em màu xanh. Xanh này là xanh xi măng, cũng lên từ cái bản mà đặc biệt luôn, thì giá của em này sẽ là 34 triệu luôn nha. Và khi mà các bạn mua góp đi trước 2 tới 3 triệu thôi là góp được nha các bạn nha. Rồi.
Và ví dụ như bên Kiều đổi màu nào thì bên Kiều sẽ đổi luôn cái cà vạt màu đó cho các bạn, là các bạn yên tâm về phần cà vạt và phần giấy tờ nha các bạn nha. Rồi, và dòng này mua góp đưa trước khoảng tầm từ 2 cho tới 3 triệu thôi là góp được. Còn ví dụ như mà anh chị nào đưa trước 10 triệu thì Kiều sẽ hỗ trợ luôn cả về góp cái tháng đầu tiên cho anh chị luôn nha. Rồi. Đây. Cái bên là những cái em mà AB các bạn nha. AB125 ha. AB125 thì những cái bảng này hiện tại bên Kiều giá là bảng này mà bảng 3D nha các bạn nha. 125 thì giá bên Kiều hiện tại là 40 triệu cho cái em này. Và khi mà các bạn mua góp thì đưa trước khoảng tầm cỡ 2 3 triệu thôi là góp được nha. Rồi. Còn màu xám xi măng cũng 125 luôn nha các bạn nha. Giá em này cũng là 40 triệu cho cái em này luôn nha. Màu xám xi măng. Và các bạn mua góp thì đưa trước khoảng tầm cỡ 2 3 triệu luôn. Ví dụ như bạn nào mà đưa trước 10 triệu thì Kiều vẫn hỗ trợ cả về góp các bạn tháng đầu tiên luôn ha. Rồi. Đây. Đây. 160 nha các bạn nha. 160 màu này là bản đặc biệt. Khách hàng hỏi Kiều được chờ cũng rất là nhiều luôn nha. 160 nha các bạn, tiêu chuẩn thì giá bên Kiều sẽ là 52 triệu. Và những cái bản màu đặc biệt như thế này này thì sẽ là 54 triệu nha. Và khi mà các bạn mua góp thì đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm cỡ 7 8 triệu thôi là góp được các bạn nha. Màu thì bên Kiều có sẵn, màu jean cũng có, màu 3D cũng có luôn, nên là lên cửa hàng thì chọn giùm Kiều luôn ha. Rồi. Rồi đây. Rồi, Vario đi. Cái bên là những cái em mà Vario mà nói chung là gọi là best seller của bên Kiều rồi ha. Một tháng chắc cũng bán được hơn một nửa số xe là Vario rồi các bạn. Rồi. Vario ha. Hiện tại Vario thì những cái bản mà mẫu 2023 đó các bạn, những màu mà màu jean á, bản chìa khóa như thế này nè. Thì giá của bên Kiều sẽ là 35 triệu có hai màu nha, đen bóng và đỏ bóng nha. Còn những cái bản mà khó thông minh mà màu jean á sẽ là 37 triệu nha. Còn khi mà các bạn lên màu AD thì các bạn cứ thêm cho Kiều khoảng tầm từ 1 triệu là được nha. Nói chung là cứ lấy bản nào mà muốn lấy màu 3D thì cứ cộng 1 triệu cho Kiều là được ha. Rồi, cái bên là một em mà Vario của 2022 nha các bạn nha. Cái này là bên Kiều độ lên nha các bạn nha. Nói chung là độ lên từ cái bản 2023 nha. Nhưng mà dàn áo của nó vẫn là 2022 nha các bạn nha. Hiện tại cái mẫu này bên Kiều nè, bản này bên Kiều sẽ độ luôn là khóa thông minh cho các bạn luôn nha. Biết nào, hiện tại là mẫu này là nếu mà độ khóa thông minh thì giá của em này sẽ là 38 triệu cho cái màu này nha các bạn nha. Đúng rồi. Mẫu này là bạn dàn áo của 2022, bên Kiều độ là từ 2023 lên nha các bạn nha. Khóa thông minh cho các bạn luôn, bao ngon lành luôn ha, y chang luôn. Rồi, và khi các bạn mua dòng nào nữa thì các bạn nhắn tin cho Kiều, Kiều sẽ hỗ trợ nha. Màu thì các bạn thấy màu quá trời màu luôn. Vario này nãy Kiều có nói đó, hơn nữa cái số xe bán ra một tháng thì toàn bộ là Vario, nên anh chị biết là cái số lượng nhập về nhiều cỡ nào ha. Rồi, anh em nào mà có nhu cầu mình mua, ví dụ như là những cái màu jean thì ở bên này cũng có đủ, màu jean thì giờ nó rỉ thôi. Có 35 với 30 7. 35 với 37 đúng rồi. 35 37 thôi. Dạ. Còn độ màu thì cứ cộng thêm 1 triệu. Tới 1 triệu rưỡi nha mọi người. Anh em 1 triệu nào thôi, rồi, 1 triệu thôi, 1 triệu à. Có thun cũ đổi mới không em? Dạ có, thun cũ đổi mới luôn. Và anh chị nào mà ở nhiều cái tỉnh mà nhiều khi mà mình không lên được đó, thì cứ việc nhắn tin cho Kiều địa chỉ để Kiều coi thử có ship xe được cho anh chị hay không luôn nha. Rồi. Ok. Rồi, thì đó là giá xe á. Thì anh em nào mua thì chịu khó mình liên hệ qua Zalo. Cảm ơn chị bạn đã xem clip á. Xin chào và hẹn gặp lại á. Dạ các bạn.